Xuân Thiệu mến chào cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một năm mới 2023 là luôn luôn mạnh khỏe và gia đình an khang thịnh vượng nhé cô bác. Cũng hôm nay thì Xuân Thiệu hiện tại đang có mặt tại đỉnh núi Quán Xí rồi nhé cô bác. Mấy ngày vừa rồi thì Xuân Thiệu cũng có về quê để thăm gia đình ấy, nên là cũng không có video để đăng lên, thì cũng có rất nhiều các cô các bác hỏi bảo là sao Xuân Thiệu mấy ngày vừa rồi không có video để mà đăng ấy. Để cũng thưa các cô các bác là cũng khá là lâu rồi Xuân Thiệu cũng không chưa về quê để thăm gia đình ấy, thì cũng vừa rồi nhân cái dịp Tết Dương lịch nên là hai anh em với lại bên chỗ em Linh Văn Bé và có cháu Đào với cháu Huệ đi về quê chơi thăm gia đình. Công việc ở trên này với bà con vừa rồi này cũng có được rất nhiều các cô các bác có gửi trao những cái tình cảm, những cái yêu thương lên cho bà con ấy, nên là Xuân Thiệu cũng cố gắng là mang được những cái tình cảm của các cô các bác lên để dành tặng cho bà con ở trên vùng cao này. Thế nhưng mà cũng khá là lâu rồi thì đi đâu thì cũng có những lúc về để thăm gia đình, thăm người thân ấy, nên là Xuân Thiệu cũng có về được 2-3 hôm gì đó, thì hôm qua cũng mới lên trên này. Thì hôm nay Xuân Thiệu vào đây là để cập nhật cho cô bác và mọi người được biết về cái tình hình của gia đình em và ca đang làm cái nền nhà ở trong này nhá cô bác. Thì hôm nay Xuân Thiệu lên trên này là có một cái món quà rất là lớn của chú Thắng ở dưới Bắc Giang. Chú có gửi cho mấy hộ gia đình của bà con ở trên đỉnh núi Quán Xí nhà cô bác. Thì mấy ngày hôm Tết ấy, Xuân Thiệu có về thì chú có gửi tặng bà con ở trên này một cái hương vị ngày Tết rất là ý nghĩa. Đó là chú có gửi cho 8 hộ gia đình ở trên đỉnh núi này một cái phần quà. Tuy là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà mang đầy cái tình cảm và mang đầy ý nghĩa của chú dành tặng bà con. Đó là chú có dành tặng mỗi bà con là 2 cái bánh chưng và một ít bánh gạo nữa dùng để làm quà gửi tặng cho bà con. Thì mới hôm vừa rồi Xuân Thiệu có về và mang được cái phần quà của chú lên trên này rồi nhé cô bác. Bây giờ thì đang chờ em rìa để đi gọi bà con ở trên này xuống để mà lấy cái phần quà này. Tại vì mùa này ở trên đỉnh núi này ấy, bà con đã bắt đầu vào vụ làm cỏ nương rồi nhé các bác. Mùa này lên trên này để tìm bà con ở trên ở nhà thì cũng rất là khó, tại vì là cứ bà con tranh thủ để đi ra nương hết rồi. Bây giờ muốn đi bảo bà con thì phải đến từng nhà một, vì bà con cũng không có điện thoại ấy. Nhà thì cũng thưa thớt, ở trên này cũng 8 hộ thế nhưng mà mỗi nhà một góc ấy. Hiện tại thì đang em rìa đang đi gọi bà con để xuống dưới này nhận cái phần quà của chú Thắng. Qua đây thì Xuân Thiệu cũng không biết nói gì hơn, cũng xin được thay mặt bà con ở trên đỉnh núi là cảm ơn đến chú Thắng ở dưới Bắc Giang rất là nhiều. Chú đã có cái phần quà ý nghĩa dành tặng bà con nhé cô bác. Hôm nay thì nó cũng đã là vào mười mấy tháng chạp rồi, đấy, gọi là sắp có cái Tết cổ truyền rồi, đấy, nên là cái không khí Tết ở đâu đâu cũng đã bắt đầu rộn dịp rục dịch, có đầy đủ những cái mặt hàng Tết rồi bánh kẹo rồi hoa đào đã nở khắp chỗ rồi nhá các bác. Mấy hôm Xuân Thiệu về quê thì cũng ra chợ và ra những cái hàng đại lý ấy. Đâu đâu thì cũng có những mặt hàng Tết rồi nhá, rất là nhộn nhịp luôn. Đấy. Mấy hôm vừa rồi này Xuân Thiệu cũng có nhận được thêm một cái khoản tiền nữa của cô Hát Trần ở quận Long Biên Hà Nội nhé cô bác. Cô có gửi cho Xuân Thiệu là 1 triệu đồng. Đấy, thì cái số tiền này thì cô cũng dành tặng hai anh em là 200.000 tiền xăng, còn lại 800.000 là có hỗ trợ cho gia đình em chở để mua cái bà lô ấy để về quay xung quanh nhà em chở. Thì trước cũng có được chú Thắng là gửi tặng cái miếng bạt để mà quay tạm rồi. Thế nhưng mà mấy hôm dạo gần đây thì trên đỉnh núi này thời tiết rét buốt rất là nhiều ấy, nên là cũng cô Hát cũng theo dõi được và cũng có gửi tặng là em chở là 1 triệu đồng để mà mua cái bà lô về để quay xung quanh cho nó kín một chút. Tiếp nữa thì Xuân Thiệu cũng có nhận được thêm của cô Trịnh Thị Niệm ở Vũng Tàu nhé cô bác. Cô có gửi cho Xuân Thiệu là 1.500.000 đồng. Trong số này thì cô cũng có dặn là dành tặng riêng cho Xuân Thiệu là 500.000 dùng để mua quà cho các cháu ở dưới quê, và 500.000 nữa dành tặng mua gạo và mua mì tôm và các đồ nhu yếu phẩm cho hai mẹ con khuyết tật nhé cô bác, và 500.000 nữa thì mua gạo và đồ nhu yếu phẩm dành tặng cho nhà tư chơ. Nhà tư chơ thì trước các cô các bác có theo dõi được ở bên kênh của em Linh Văn Bé đấy, thì cô cũng có theo dõi được và
cũng chưa ai giúp đỡ gì nhiều ấy, nên là nhân cái dịp Tết này cô cũng có gửi tặng cho gia đình từ trưa là 500.000 dùng để mua gạo và mua mua đồ nhu yếu phẩm về để ăn Tết các bác. Tiếp nữa thì Xuân Diệu cũng có nhận một đầu mối khoản nữa rất lớn của cô Julie Mai ở bên Mỹ. Cô có gửi tặng là 100 đô. Cái số tiền tiền này thì cô cũng dành tặng cho Xuân Thiệu là 500.000 để mừng tuổi cho các cháu, và còn lại là cho gia đình em chở là một bao gạo và nhà em gì nữa, và còn lại thừa bao nhiêu thì dùng để làm cái mua những cái đồ ăn, thực phẩm rồi các thứ cho gia đình em và ca, để mời cơm cho bà con lối xóm đến đây cùng phụ giúp cho gia đình em và đào nền nhà đấy. Thì qua đây thì Xuân Thiệu cũng không biết nói gì hơn, cũng xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô, các bác, các mạnh thường quân trong cái thời gian vừa qua đã gửi về những khoản hỗ trợ và những cái tình cảm rất lớn dành tặng bà con ở trên vùng cao này nhé cô bác. Xuân Thiệu cũng xin được chúc tất cả các cô, các bác, các mạnh thường quân một năm mới là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, ngập tràn yêu thương bên gia đình và người thân. Bây giờ thì cô bác anh chị cùng theo dõi cái video của Xuân Thiệu để chở bà con đến đây trao cái phần quà rất là ý nghĩa này cho bà con ở trên đỉnh núi này để thưởng thức cái hương vị của ngày Tết nhé cô bác. Đó là những bánh chưng Tết cổ truyền của Việt Nam mình thì lúc nào cũng phải có cái bánh chưng nhé cô bác. Đây em À. Dìa đây vừa đi gọi bà con đây nhé cô bác. Vâng, em Diệp cũng mấy chào cô chú bác anh chị và tất cả mọi người. Hôm nay thì anh Thiệu cũng vào đến đây. Lúc anh Thiệu từ trên kia xuống ấy, thì anh cũng gọi cho em trước bảo đi gọi bà con ở khu này để vào đây nhận cái bánh của cô bác. Hôm nay là cô bác có cái phần quà rất là lớn để trao cho bà con ở bản này thì rất là vui. Em Diệp cũng vừa mới đi gọi bà con xong ấy thì bà con có một số người cũng đã giúp nhà của em vào đầu nền đấy anh ạ. Vâng. Vâng. Thế thì càng tốt rồi. Vâng. Bây giờ mùa này thì hầu như đi gọi bà con khó quá nhỉ. Vâng. Thật sự ấy, ở trên này thì bây giờ là cũng vào vụ mùa nên là bà con cũng không hay ở nhà anh ạ. Trời nắng như ngày hôm nay thì vừa nãy em đi gọi thì cũng không ai ở nhà đâu. Chỉ có một người, chủ yếu là những cái người ở nhà trông con trông cháu thôi. Nên là rất là khó. Đi lấy phần quà cũng phải đưa cả con đi theo ấy. cũng Vâng. kiểu như là không có điện thoại nhé các bác, Vâng. mỗi lần phải đến tận nhà, Vâng. tít tận đỉnh nhé. Đây tít đỉnh này có một cái nhà tận đỉnh đây, ở khu nhà em Duyên này hiện tại có 3 4 hộ, nhưng mà đây một hộ nhé, phía đằng sau này có một hộ nhé các bác, Vâng. còn ra đây thì cũng 3 4 hộ ở ngoài này, Vâng. nên là rất là rải rác luôn, tại vì là vùng núi mà, bà con Vâng. ở chỗ nào có đất làm nương thì tiện ở đâu thì sẽ dựng nhà ở đó. Vâng. Được cái là bà con ở đây thì cũng rất là đoàn kết, có cái Vâng. công việc gì hay như nào đó chỉ gọi một lần xong là cũng đến phụ giúp ngay. Vâng. Hôm nay thì cũng có nhiều nhà hộ em vào không? Hôm nay có ba bốn năm nhà hộ ở nhà của em vào ấy. À, 4 5 nhà xuống đây à? Vâng, để đào cái tiết tù là đào cái nền nhà. Vâng. Thế thì càng tốt rồi. Vâng. Bánh chưng đây. Cái này anh lấy về đến đây Hôm nay có là rồi anh. cái bánh chân nhà to ấy. Ở trên này không biết là bà con có cái bánh này không? Không anh ạ, ở trên này Một năm Tết có dùng cái loại này không? ở trên này thì nếu mà cái bánh chân này ấy, thì bà con là chắc có chưa nhìn thấy Chưa nhìn thấy ấy. á? Vâng, Thế một ở trên năm này Tết bà con ở trên vùng cao này không không có bánh à? thì bà con chủ yếu là dùng cái bánh cho nước ấy, cái Bánh bánh kiểu là cái bánh ngô nếp ấy, anh ạ. À, bánh Vâng, ngô á? và cái bánh ngô thôi. Là lấy cái bánh ngô về làm bánh. Vâng, lấy cái ngô nếp để nghiệp bồ xong là mình làm cái ngô nếp thành cái bánh thôi. Vâng, kiểu là cái bánh cho nước ấy. Và vâng. Bánh trôi nước Vâng. thế làm thành bánh trôi thôi, Vâng, đúng tức là rồi. cũng không gói bánh chưng. Đúng rồi, không có bánh chân đâu. Như bánh chân như thế này thì tí nữa anh lấy cái bánh về đấy đây thì cũng cho bà con thì chắc bà con cũng không biết đây là cái bánh rồi. Cái Đây bánh là em chợ em gì cũng xin theo cô bác, thật sự là bà con ở trên này thì thật sự không chưa biết cái bánh chân như thế này đâu anh. chưa Anh ạ. Vâng. bánh. Cái này là ở dưới quê anh ấy thì năm nào Tết cũng phải có cái món này. Cái này là cái dưa hương vị ngày Tết mà. Vâng. Tất cả các ngày Tết cổ truyền là đều phải có cái bánh này để mà gọi là đặc trưng ngày Tết Vâng. đấy. Ở trên này cái lá này là cái lá rong nhỉ anh nhỉ? đúng rồi, lá dong để Và cái vâng. mà gói thì nó Và mới được, nó mới ngon. vâng, ở trên này thì em dì nhìn thấy em ấy, em nhìn thấy ở khu của cái bản ở đây thì hầu như là không bà con cũng không có cái lá này. Vâng, cái lá này ở trên này không có. Không có, Vâng, không tại vì có. chắc là bà con cũng không hay gói bánh ấy nhỉ. Vâng.
Tôi là, nếu mà cái bánh ngô nếp ấy, bà con tôi dùng cái lá chuối thôi. À, Và đấy, cái bánh này là của chú Thắng ở dưới Bắc Giang, có gửi tặng cho bà con. vâng. Mấy hôm trước anh bảo về quê chơi ấy, thì chú cũng biết bảo là anh về quê nên là cũng gói cái bánh này để gửi À tặng cho vâng. bà con. Và tí À. nữa bà con đến đây thì sẽ tặng mỗi người 2 cái nhé cô bác. Bánh này rất là to luôn, đây hai cái Bánh bánh to trứng lắm. to. Bánh này thì thật sự là ở trên này là cháu em rìa cũng chưa được biết cái bánh này. Bánh thì biết rồi nhưng mà để bà con ở trên này có ăn những cái bánh này thì hầu như là bà con không có. Vâng. Tí nữa là cho bà con về thưởng thức luôn, Vâng. hương vị ngày Tết cũng khá Dạ. là nhiều nhá cô bác. Đấy. Một rổ đầy luôn. Đấy. Bây giờ còn chỉ chờ bà con đến đây thôi. Đấy. Không Vâng. biết là bà con có biết về vào trong này không, hay là cứ chờ ở ngoài kia thì lại không biết anh em ở chỗ ai đến kia. Có một anh cũng đến đây rồi. Anh chưa, anh chưa. Anh chưa á? Vâng, anh chưa. À chưa. Chút. Vâng, anh được cả con đấy à. Vâng. Cũng ở trên này thì bây giờ là bà con không đi vào nưa hết rồi, nên là cũng ở nhà trông các cháu, Chào các anh con. nhé. Chào em nhé. Ồ. Làm sao? Hả? Sợ Sợ hả? chả Ồ, không sợ đâu cháu nhé. này thì hôm trước lên thì cũng ngó thấy anh em cái là cũng sợ luôn. Vâng, anh cái này là bánh kẹo à? Cái đấy đúng rồi, cái bánh bánh gạo đấy. Thì cho mỗi gia đình một túi nữa. Vâng, anh cho anh lấy họ cái này nè. Chơi chơi cầm cái này xuống phía dưới này một tẹo. Đâu, áo đâu không không lấy mà mặc vào cho con, để cho con mặc ít áo thế, lạnh thế, phong phanh thế. Cái này khá là nặng đấy anh ạ. Cái này nặng Nặng mà. đấy. Cái này một cái nó to mà. Vâng. Đấy, không ấy thì vác lên. Vắt lên đó. Ủa. To có to không ạ? Tủ tủ. Nhà bà ca đi ra chỗ nền rồi. Nhà bà ca thì vừa nãy em gọi ấy, bảo là thế thì từ 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 sau là về vào trong lán để bà con vào trong này để tặng cái bánh này trước đấy. Vâng. Trao cho bà con để bà con về ra đã, xong là mỗi người còn một việc nữa chứ. Vâng. Xong là hắng ra làm nền sau cũng Vâng, được. ui. Bánh là nặng thật đấy. À kia kìa, hình như là qua kia em gọi đi. Mấy Không phải đâu, ơi. mấy mấy bà con sang cái đường dưới kia kìa. Thôi để em xuống em gọi anh ạ. Kia mà anh thấy có mấy người qua cái đường kia đấy. Nó luôn đi rồi. Đường kia. Ủa. Lao lao bác bác. Bây giờ xuống lán nhà em vả nhá, bác. Nhà tiểu. Bảo là đến đây để nhận bánh chưng. Đấy, bà con cũng rất là vui nhưng mà còn chưa hỏi là chưa biết bánh chưng là như thế nào. Còn hỏi là bánh gì. Hết rồi nè. Đúng rồi, kia kìa. Phải không? Phải không? Bà Có người con đây. tưởng là xa bê cái nề của anh vả ấy. Anh vả này rất là nhiều luôn. Vâng. Ê, lón đi rồi. Lón đi. Vừa nãy em đi gọi bà con để hôm nay có cái phần quà. Thì bà con tò mò ấy, bà con bảo là cái phần quà gì. Em bảo cái bánh chưng Tết thì bà con chưa biết cái bánh chưng là cái bánh gì. Vâng. Đây mấy anh em đây. Chào. Chào em nhé. Này cái cống em à. Không em bây giờ đi hôm bà con đi Chào vào em. Em chở. anh chở mới đi giúp nhà em bà ca đồng nền đấy. Mới đang làm vào để bà ca. Chào em. Về mới bảo bà ca về đây trước để bà con về đây để lấy cái tặng cái bánh chân đấy. Thì chúng mình phải do nhau cho tổng một tô. Nè, Đây nay tôi đây tặng hai hai nhà này nữa vâng. đủ chưa, đến đây đủ mấy hộ ở trên này chưa? Đủ đủ anh ạ. 2 4 6 đủ anh ạ, đủ 8 hộ đây rồi. 8 hộ rồi. Bà con ấy cũng mỗi người một đứa con sau lưng nên là rất là xin lỗi có bác luôn, bởi vì là bà con ở trên này thì cũng vào vụ mùa ấy nên là không ai ở nhà nên là phải trông con trông cháu. Mỗi người một đứa. Các cháu còn nhỏ mà ai Vâng. đi nương thì đi, không đi được thì ở nhà trông con trông cháu. Vâng. Hiện tại thì mấy bà con
8 hộ xung quanh đây cũng đã đến đây để nhận quà của chú rồi. Bà con nhá, hôm nay là có cái phần quà của chú Thắng ở dưới Bắc Giang có gửi tặng cho 8 hộ gia đình ở trên đỉnh núi này một cái món quà Tết. Đấy, đó là chú có gửi cho mỗi gia đình là hai cái bánh chưng và một túi bánh kẹo nữa để cho bà con có cái hương vị ngày Tết. Không biết là bà con ở trên này có nhà nào năm Tết đến thì có gói bánh chưng hay không, nhưng mà chú cứ gửi lên đây cho bà con để cho bà con có được cái bánh ăn Tết nhé. Nè, sao là tí nó không đi? Không đi, mỗi tù xin giờ tháng nhé cho nó bắt ra. Này sao đấy cho anh chua thế, tôi ấy cho tha thế, tôi rồi cho này cho tao bên hông này nè ba lau khóc của chế này bỏ thế tôi tí lau chơi lau đấy thế bé ở bên tụi này đi ít lần ô luôn chưa này bỏ tao thì bé bé này nè bỏ một trong chúa thì nó cho tao nó chết à nè bỏ mua đã bỏ được bên cũng xin thưa cô bác và cũng xin thưa chú Thắng ở dưới Bắc Giang rất là nhiều chú đã có những cái tấm lòng thật sự rất là tốt và yêu thương đến bà con ở trên này đã gửi những cái bánh chân thật sự rất là tuyệt vời và rất là tốt cho bà con ở trên này thì cháu về mới bảo bà con ở đây có Tết có ai đã từng có những cái bánh chân như thế này chưa thì anh trở với lại anh chơi mọi người cũng bảo là cái có chưa biết cái bánh chân nó như thế nào và có chưa ai là dùng cái món bánh chân này thì thật sự là bác rất là chú rất là tốt, chú đã gửi những cái món quà rất là ấm lòng cho bà con. Hôm nay cho anh chua hôm nay cho chua tết tết luôn chua luôn nè luôn nè nhỉ cho anh chua đi cho anh chua đầu tiên giờ tháng nhất là bác già này xa tốt này xa tốt tết học thì cái gì cho thang thì thế ấy cho thang nhau thì thế. Đây bây giờ là sẽ cho bà con mỗi người hai cái nhé và một túi bánh kẹo. Đấy, cái bánh này nó rất là to cho mọi người về để thưởng thức. Biết muốn bánh chưng. Được rồi, bây giờ em lấy cái túi kia em đóng vào đây từng suất một đi. Mà hai cái với lại một túi bánh kẹo nữa. Bà con ở trên này thường thường là cứ chỉ có ngô quanh năm ấy nên là cũng không có cái gạo để bánh chưng các bác. Mọi thứ mọi bánh đều từ cái ngô thôi, từ bánh ngô rồi bánh trôi ngô nên là để mà có cái bánh chưng thì hầu như là rất là ít bà con có được hàng năm để mà có cái hương vị ngày Tết ấy. Ít luôn chua. Đấy, em gói hai cái bánh với lại một túi bánh kẹo đấy luôn xong mà cho mọi người cầm luôn. Vâng. Vì cái vui nhé. Tôi xin giờ tháng nhất là bác ra. Chua ấy. Hôm nay bà con ai cũng có phần nên là rất là vui. Thôi đi. Thôi đi, anh chua, chứ này anh chua đây à? Anh chua, anh chua đây à? Anh chua, anh chua chá. Chó này xin hào đu à? Dạ. Ít tuyến ná. Cho mấy bà con, mỗi người một cái, hai cái bánh này về thưởng thức. Vâng. Bà con thì không biết chắc là bà con có biết ăn hay chưa đấy. Cái này còn bảo bà con là còn về còn để mà mở bánh chứ. Đúng rồi. Ý mình chỉ mặc cái này tên chưa. Cái này tên nhỏ thế nào? Nào vào tập bắt tay. Chị bắt tay. Vâng. Anh cũng nói về mình bảo là sẽ dạy cho bà con cách mở bánh ăn như thế nào ấy. Thì em bảo là chắc là ai cũng biết mở để ăn được. Thì bà con có bảo là bánh gì mà to thế này. Bánh rất là to luôn. Cái này nha mọi người về để mở mở cái lá ra nhá. Mở cái lá xong là mình mới cắt ra từng khoanh một đấy. Lấy cái lạt kia về để mà cắt luôn. Tôi tin lòng đấy. Nếu như họ thả thế. Ở trong chua này mà trong chua này nhờ lót xí lót thế. Trong chua này hình chua 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 lên chua chia. Ở máy mình chỉ mà nè mua cho này tê thật ta. Nè, em mua té nè. Mua cho thì té. Mua cho thua. Mua cho thua nên té thì mua đem luôn đi.
mua mua đem đâu nhỉ, khi tôi thì tại mà mua cho rồi thì cho lòng lái ờ lòng lái giờ lái nồi ờ lái lái nè lái nè đấy lái nè lái nè ờ lái nè mình lấy tiền lì nhỉ tiền lấy tiền lì cá ờ nếu nếu vợ ta ta bắt đây phải lên mà lên mà sao tè đi sao tè ờ nhớ này thông nè à mua đồ xin ra tháng nhân đại mình là bắt ra để mua tàu cho nhiều thế chỗ nhìn đến đầu tôi mà nè thì ua tổ sinh giờ tháng nhân đại bắt ra ít lọ cháu à vâng như vậy thì cháu cũng vừa mới lấy ra cái phần quà của chú tháng ở giữa bắt ra cho bà con rồi thì mỗi người cũng được một phần thì bà con cũng rất là vui thì bây giờ ấy cháu sẽ bảo bà con cảm ơn chú tháng ở giữa bắt ra một câu bà con hôm nay có phần quà thì ai cũng rất là vui và rất là ấm lòng. À nhớ lì mà nó đi à nay à y qua nấy lọ chào tôi xin chào tháng nào ba giấy y nấy lọ chào ấy à hai lọ chất chi nhé rồi là các em cảm ơn các chú là cháu cảm ơn chú tháng cháu cảm ơn chú tháng ở dưới bát ra rất là nhiều có lòng tốt để tạo mấy bánh này cho bà con ở trên này để nhận đùa rồi cảm ơn rất chú chúng thám rất nhiều. Oni. Dạ, cho xin. Không được nói không được nói tiếng ấy tiếng địa phương nhé. Bây giờ em vào phải nói tiếng phổ thông. Để cảm ơn chú thám ở dưới bát ra thì chú mới cảm giác là được ấm lòng hơn. Bây giờ thì cũng xin thưa cô bác là em vào cũng biết nói được tiếng phổ thông một chút ít rồi. Trong thời gian vừa qua thì cháu rìa cũng dạy cho vợ chồng và ca và dạy vợ chồng anh chở cũng nó được một chút ít cho dù không nói được nhiều nhưng mà cũng xin cô bác thông cảm cho. Ốp thảo là đồ chất chi nhé. Vợ chồng cháu cảm ơn chú Thắng. Vợ chồng cháu cảm ơn chú Thắng. Ở dưới bát ra rất nhiều. Chú đã có tấm lòng. Chú đã có tấm lòng. Rất là tốt. Rất là tốt. Gửi những cái bánh gửi bánh kiểu cho em và ca và ca rất, xin cảm ơn chú rất là nhiều xin chúc chú và đại gia đình chú thật nhiều sức khỏe ok thật là không nhớ thì sát sinh cho ở chợ đầu tủ tin giờ tha nhớ trò bắt ra tao muốn cho anh vua cho tha tôi trò bé sợ đời nó chỉ sát sinh ở chợ nha. Bây giờ thì cũng sẽ cho anh chơi, anh nói vào tiếng phổ thông để có bắt được biết nữa. Anh chơi thì nhiều lần anh em mình cũng vào quay nhà anh chơi thì cũng có chắc là có nhiều cô bác cũng biết đến anh chơi rồi. Nhớ thì mà quên để chào lưu cho chi nhé. Muốn chỉ bao rồi chào cho chi đã. Ở chỉ bao rồi. Mà ở thì cháu cảm ơn chú Thái ở dưới bác ra rất nhiều. Muốn chỉ bao rồi đó, chỉ bao rồi cho chi. Thà chờ xin. Chào cảm ơn chú. Và tốt đẹp. Cháu xin chúc đại gia đình bác. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Và thành công trong công việc. Hãy đi chào cho tổng sinh ra tháng này. Chị ba hải. Hai mà, chị cả hải ta đi ở hải ta. Mà, hồi dạ. Chị xin chào tháng. Tháng đó. Xin chào tháng, bác gia đình muốn dùng cho thế, tháng tôi phải bên nào chuyện ở trong. Ơ, nè mình xài. Mình tí chỉ bá hải nè. Ơ, bà bá hải cho chi? Ơ, chỉ bá. Chỉ bá rồi, hải đi ơ, hải lượng măng hải. Ơ, chỉ bá hải. Thế cháu này là bé em hay là bé con như này? Tô ní hả? Ơ, nè tô mình nhỏ hả? Ơ, hải lý xài. Dạ. Dạ, đúng rồi. Hả? Là em đấy. Em á? À, đây là em thôi. Ồ, thế cháu này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ơ, chẳng em ơ mà chả xong à? Mơ cặp lao. Cặp lao xong à? 14 tuổi. 14 tuổi á? Thế có đi học không? Ốc bổ một cặp nào? Cái tí hả? Vâng như vậy thì đây là một cái điển hành rồi. Cũng xin thưa cô bác và mọi người cũng thông cảm cho em gái này. Thì em này cũng 14 tuổi năm nay. Bởi vì là trước cũng không đi học ấy. Thì bây giờ 14 tuổi, bây giờ mới
được nhà nước là mở mở cái lớp đào tạo ấy để cho những cái người có tuổi từ 15 tuổi trở xuống là đi học lại lớp 1 và lớp mẫu giáo, nên là em này cũng bây giờ mới học lớp 1 thôi, kể là đi học để biết chữ và không bị mù chữ anh ạ. Nhớ nhớ gì mà anh ở thằng không học tàu này ở để chắc chắn tuổi chín giờ đi hả, chắc chắn tuổi chín giờ vâng. Như vậy thì cháu gì cũng vừa mới cho cô bác cảm ơn đến chú Thắng ở giữa bác ra rất rất là nhiều, ai cũng có phần quà nên là bà con thật sự rất là vui và rất là ấm lòng. Bây giờ thì em gì cũng xin thay mặt bà đoàn kết ở đây cảm ơn chú Thắng ở giữa bác ra rất là nhiều. Chú thật sự có cái lòng rất là tốt về yêu thương đến bà con ở đây, đã gửi những cái tấm lòng rất là sâu sắc đến với bà con, ai cũng có phần, nên là cháu gì cũng xin chúc chú và đại gia đình chú là luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống và thành công trong mọi sự công việc. Được rồi, đây nhá cô bác Xuân Thiệu cũng đã lấy được cái phần quà rất là ý nghĩa của chú Thắng trao cho bà con rồi, đó là những cái bánh chưng và những cái túi bánh kẹo để cho bà con có một cái không khí Tết. Xuân Thiệu cũng xin được thay mặt bà con gửi lời cảm ơn đến chú Thắng ở dưới Bắc Giang rất là nhiều, chú đã có những cái phần quà ý nghĩa dành tặng cho bà con ở trên vùng cao này nhá cô bác. Xuân Thiệu cũng xin được chúc chú và đại gia đình chú là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngập tràn yêu thương bên gia đình và người thân. Và Xuân Thiệu cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả các cô, các bác, các mạnh thường quân trong cái thời gian vừa qua đã đồng hành và tin tưởng với Xuân Thiệu để cùng chung tay giúp sức cho bà con ở trên vùng cao này sang một năm mới thật nhiều sức khỏe và gia đình an khang thịnh vượng nhé cô bác. Bây giờ thì bà con cũng rất là vui. Bây giờ nó cũng vào gần dịp cận Tết rồi, cuối năm rồi, nên bà con cũng đang rất là tranh thủ từng thời gian một để mà đi nương, đi nhổ cỏ để cho kịp vụ sang riêng để mà gieo trồng cái vụ tới ấy. Nên là bà con cũng đã nhận cái phần quà rồi. Bây giờ thì bà con đi về để mà tranh thủ cái thời gian đi làm nương thôi. Bây giờ cái phần quà thì cũng đã trao xong rồi. Vâng. Nhớ đi nó nỉ tù tí lòng nên thì tôi mua tàu cho ngà tàu tổ chín giờ tháng nhớ là bát gian thì cho vô đấy cho tha thôi đó pe ít lại tới kho mà nhớ đi mà nè tàu cho vô tà là mà họ cam một nhìn cam một nhìn lối che rồi nhìn cam nhìn lối che chỉ mình chỉ đi chào mà họ phá tàu ngà on này chỉ khơi họ có che. Bây giờ là bà con về tranh thủ mà đi làm nương hay làm gì thì làm thôi, mùa này nó cũng đang bận rộn đấy. Em chơi này, em chơi áo đâu không mặc vào để phong phanh thế. À, sáng nay đi làm gì à? Ta kia mới chị này. Ta kia. Đói hotel. Đói hotel. Anh chơi cũng sáng nay là đi nhổ cỏ nưa anh ạ. Và đi nhổ cỏ nưa đấy. Áo thì không mặc vào cứ co ro như vậy, xong rồi bắt đầu lại ốm. Anh nào thế? Số to to mình chỉ ra chứ mua mua này. Được rồi, em đưa con về đây, con lạnh lắm rồi nên về lấy con quần áo cho con mặc vào nhé. Nhớ nhớ này, cho một chai. Chồng chơi chồng nhớ chồng em mà chồng chơi xin em muốn đi chơi tao thằng tao em muốn đi còn em gái này nữa đúng không em gái này là nhà ở trên đỉnh núi ở chỗ nào đấy đây ở bên này nhà nhà ngay trên nhà anh chơi đấy vâng thế là nhà phía nhà anh chơi đấy vâng đúng rồi bà con ở trên này muốn muốn đi muốn đi được rồi đi bà con đi về để chuẩn bị công việc nữa em muốn là có to mà. Bà con rất là vui nha cô bác. Đấy, con phần của em đâu em lấy ra chưa? Em chưa anh ạ. Em còn quên lấy cả phần của em đấy. Thì nó trao cho bà con lại quên hết cả phần của mình. Tôi không về vợ hỏi bà là bánh đâu thì không có thì vợ lại mắng cho. Vâng. Nên muốn đây nhá. Không muốn à? Nó ngắm một chế. Nó ngắm một chế. Thế đang đào nền em và đang đào nền gì? Như trên khác một trên. Khác một trên. Vừa mới đi đào nền về anh ạ. Được rồi, xong rồi trong nữa sẽ sang bên đấy để cập nhật cho cô bác cùng biết một chút. Vâng. Về cái công việc ở bên phía nhà em và ca nhé cô bác. Trời mới hôm nay lạnh quá nhỉ? Vâng, ở trên này thì cũng mùa này trên này rất là lạnh luôn anh ạ. Vâng. Đây nhá cô bác, bây giờ hai anh em sẽ xuống dưới nhà em Dìa. Mấy ngày rồi cũng không vào đây. Bố em Dìa thì rất là bận rộn luôn, hầu như vào trong này chả bao giờ gặp bố em ở nhà cả. Vâng. Chỉ có bà ở nhà hay trông các cháu nhỏ thì ở nhà thôi. Vâng. Bố em thì có bà con hàng xóm ấy cũng
hay gọi bố đi giúp việc này việc nọ, với lại bố em không làm ngược, không hay ở nhà, không đi lấy củ rồi là làm cũng khá là nhiều việc đấy. Không chịu khó nhỉ. Vâng. Tết nhất ở trên này mỗi năm thì có chuẩn bị được cái gì nhiều không? Bây giờ trông thế thôi nhưng cũng nhanh lắm đấy. Vâng, mấy hôm anh về dưới nhà ấy đã thấy những cái hàng Tết chuẩn bị đầy hết rồi. Vâng, ở trên này Tết thì chả có cái gì nhiều cả. Cái chén rượu thôi. Chén rượu. Cái chén rượu là có rồi. Vâng. Anh vào nhà anh nhá. Trong nhà tối lắm. Nấu cái gì à? Ba. Vâng. Cháu chào bà nhé. Dạ. Nghe bác chưa? Chị hào giáo. Hello. Ai đây nhỉ? Hello. Chào bác chưa? Chào bác, chào bác. Không, bye bye ai rồi à? Bye bye bác nè. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hư rồi. Mấy ngày rồi. Mấy ngày bác không gặp mà đã quên rồi. Nhẹ nhẹ hết rồi. Nhẹ nhẹ hết rồi. Các cháu mà, thôi kệ các cháu. Ông nhỉ? Đừng cái cho chua rồi nè. Hả? Hả chị? Chị chua, ớt chua. Đấy, hôm nay là có cái món quà về để dành tặng gia đình bà nhá. Có bánh trưng. Cho bà này. Với lại gia đình nhà thưởng thức. Vâng. Chôm lê à? Nhi. Vâng. Ăn chua tua phú. Điện rồi mày nhá. Vâng, cái này không phải của cháu đâu, cái này là của chú Thắng ở dưới Bắc Giang đấy, dành tặng cho bà con ở trên này. Rồi hai cái bánh để mà thưởng thức ngày Tết bà. Mẹ bảo là cảm ơn anh ấy, với lại cảm ơn chúng ta ở dưới Bát Giang rất là nhiều ấy. Và tối các anh ấy, để em bật điện. Đấy, bật điện lên. Ô cái này làm gì ở đây đấy? Tút ngô hay gì? Cái này là tút ngô, cái này là hộ đây này, có cái ngô này là của một anh vợ chồng ở bên kia, bên Lóng Lừ, nên là cũng hôm nay hôm qua về đây để tút ngô ấy, để lấy cái hạt đi ấy. Thế người ta để đây á? Người ta để đây bởi vì là có cái mảnh nưa ở bên này thì lúc kia hàng ngô, cái bắp ngô chưa khô thì lấy đi rất là nặng. Nên là họ bảo là để đây để nhờ. Lúc nào khô thì sẽ về đây tế hà rồi là lấy cái hạt đi thôi. Thế là người ta gửi nhờ nhà mình? Vâng, gửi nhờ. Nhiều nhỉ? Cái chỗ này cũng nhiều. Đây nha cô bác. Cái ngô bà con tuốt ra đây. Ồ, cái này nếu mà mình để thế này lâu quá nó không phơi được khô ngay ấy, cái hạt nó không được đẹp mấy hay sao? Vâng, cái hạt nó không được đẹp mấy. Vậy năm nay thì cái vợ chồng anh này cũng thu sớm quá. Thu sớm sau là nó đi làm ở đâu ấy. Thế là cái ngô nó chưa già mấy đã thu rồi. Ờ, nó không được tà rồi. Vợ đang nấu cơm hay gì à? Vợ, hôm nay vợ chị nè. Chị sao? À, đã xào rau anh ạ. Nấu rau. Và nấu rau. Rau cải. Bây giờ cũng muộn rồi nhá cô bác. Mọi thứ thì bây giờ nó cũng vào cận Tết rồi nên là cái gì nó cũng gấp gáp cả. Bà con ở trên này thì Tết không biết là các cô bác chuẩn bị những cái gì, nhưng bà con ở trên này gần Tết rồi nhưng mà bà con cũng toàn là đi vào nương thôi. Gần đến Tết thì bà con ở trên này có cái chén rượu để tình cảm thôi, chứ ngoài ra thì chả có cái gì ăn cả. Bình thường bà con có hay làm cái bánh gì nhiều không Tết? Ở trên này thì bà con hay làm cái bánh, vẫn là cái bánh ngon nếp thôi anh ạ. Cái bánh ngon nếp với lại bà con ấy thì cũng nếu mà nhà nào có điều kiện thì cũng mua cái gạo nếp để ăn, còn không có cái điều kiện thì cũng không có tiền mua gạo nếp ấy, thì cũng lấy cái hàng ngon nếp để nghiệp ra, sau là lấy cái lấy cái bột đấy để hấp, giống như kiểu là mình hấp xô anh ạ, hấp như kiểu hấp gạo nếp đấy. Và cũng là ăn như vậy ấy. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà nhà nào có tiền thì cũng sẽ mua Tết ấy, cũng mua cái gạo nếp để làm cái xô mà ăn. Vâng, nhưng mà hầu như là cũng ít nhà mà làm được ăn như vậy. Đi sang bên nhà em và Ca một chút nhỉ. Vâng. Để sang cái tình hình công việc bên đấy nào. Vâng. Mấy hôm Xuân Thiệu về quê cũng 3-4 ngày nhá cô bác. Bây giờ cũng chưa sang bên đó. Bây giờ thì sang xem một chút để xem là cái tình hình công việc ở bên đấy nó đến đâu rồi. Cái đi và có sao tỏi này. Vừa trao cái phần quà của các cô các bác cho bà con rồi. Có lẽ Xuân Thiệu cũng xin được khép lại video ngắn của mình tại đây thôi nhé cô bác. Xin chào và hẹn lại các cô các bác ở những video tiếp theo.